Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Mơ Bóng Đá. Muốn thắng anh, ý phải đá kiểu gì trong đêm chung kết này? Đó là rất nhiều câu hỏi mà các bạn đã đặt ra cho Mơ Bóng Đá. Và ngày hôm nay Mơ Bóng Đá sẽ trả lời tất cả các bạn. Và cũng như phân tích một số phương hướng và một số điều để Italia, nếu Italia thay đổi và trong trận đấu này thì chắc chắn rằng Italia sẽ có được những kết quả tốt đẹp trong trận chung kết ngày hôm nay. Muốn thắng Anh, ý phải cắt đứt hết những cái sức mạnh nha anh em. Phải sức mạnh và sự hưng phấn của đội tuyển Anh tại đêm chung kết trên sân nhà. Thì anh em cũng đã thấy rồi, đội tuyển Anh hiện tại bây giờ đang có một cái lực lượng cũng như là sự hưng phấn trên sân nhà của mình là hoàn toàn kinh khủng và có một cái tinh thần là rất là cao. Khi với tình hình hiện tại á, thì đội tuyển Anh là có quá nhiều lợi thế ở mùa Euro năm nay khi thi đấu một cái trận chung kết trên sân nhà, và điều đặc biệt nữa là lần đầu tiên bước vào trận chung kết luôn của Euro và lại thi đấu trên sân nhà nữa, thì có thể nói là một điều này có thể hoàn toàn giúp đội tuyển Anh biến giấc mơ vô địch Euro năm nay là có thể xảy ra. Bên cạnh đó thì anh em có thể biết được rằng ông huấn luyện viên của đội tuyển Anh á, Southgate á, ông sẽ chắc chắn 100% luôn, ông sẽ phát huy những cái lợi thế vốn có của mình và đội tuyển Anh, những yếu tố trên sân nhà với một dàn cầu thủ là trẻ nha anh em, khỏe, đẹp trai, cơ bắp á, là cuồn cuộn nha, để sẽ tạo sự khác biệt trước đội tuyển Italia, đội tuyển Ý vào cái đêm chung kết này. Với tôi á, tôi đánh giá rằng ông Southgate này ông sẽ tận dụng tối đa những gì ông có trong tay để giúp đội tuyển Anh hoàn thành giấc mơ lần đầu tiên vô địch Euro năm nay. Bên cạnh đó thì anh em cũng đã biết rồi đúng không? Xem anh thi đấu từ bữa giờ là anh em cũng đã biết rồi. Anh là một đối thủ rất mạnh tại mùa Euro năm nay. Việc đoàn quân của Mancini phải làm cái gì? Phải làm cái gì ở trận đấu chung kết này? Đó là câu hỏi đặt ra cho ông Mancini và rất nhiều người hâm mộ yêu mến Italia, yêu mến Ý. Đặt ra cho ông Mancini là ông sẽ đá như thế nào? Ông sẽ thay đổi kiểu gì để có thể hạn chế được đội tuyển Anh và thậm chí là ăn luôn đội tuyển Anh và vô địch năm nay. Và đó là một điều mà tôi sẽ nói ngày hôm nay với anh em. Chắc chắn rằng với tôi, để mà thắng được Anh thì ông Mancini phải thay đổi đi cái lối đá hoa mỹ, lối đá tiki taka mà ông Mancini đã xây dựng, đã âm thầm xây dựng hơn 4 năm nay nha anh em, cho đội tuyển Ý, thì mới có thể hạn chế được lối đá sức mạnh tấn công nhanh của đội tuyển Anh. Và ông phải bỏ đi cái lối đá tiki taka đi, bỏ đi cái lối đá hoa mỹ của mình đi, trở về một cái lối đá truyền thống của Italia là gì? Phòng ngự phản công, phòng ngự chặt chẽ, phản công nhanh. Đấy, nếu mà ông thay đổi về cái lối đá của ông, về phòng ngự phản công, thì chắc chắn rằng ông sẽ có một trận đấu sòng phẳng trước đội tuyển Anh. Bởi vì đội tuyển Anh hiện tại bây giờ đang có quá nhiều phát huy về lợi thế trên sân nhà nè, rồi cầu thủ họ có phong độ cao, tinh thần vượt trội nữa, và đặc biệt là cầu thủ Anh và cái lối đá Anh. Nếu trận chung kết này đội tuyển Anh mà có bàn thắng trước thì chắc chắn rằng Italia sẽ phải rất khó khăn, bởi vì tinh thần của các cầu thủ trẻ luôn, đặc biệt là cầu thủ Anh, luôn muốn nuốt chửng đối phương nha anh em. Anh em có thể thấy được trận Anh và Đức, các cầu thủ trẻ của Anh nuốt luôn những cầu thủ gọi là có bề dày kinh nghiệm kinh khủng của Đức nha, là 2-0. Và với một đối thủ khó chịu như Ukraine vẫn ăn được 4-0 rất nhẹ nhàng. Nói chung là Italia ngày hôm nay nếu mà đá với một cái lối đá tiki taka, mà lối đá hoa mỹ tiki taka, thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đội tuyển Anh. Ông Mancini phải thay đổi cái lối đá về phòng ngự phản công thôi thì mới có thể cắt đứt được những cái sự hưng phấn của đội tuyển Anh ở thời điểm hiện tại. Tôi biết rằng là các bạn cũng nghĩ rằng đội tuyển Italia, đội tuyển Ý cần phải thay đổi lối chơi, và chắc chắn rằng ông Roberto Mancini biết điều đó luôn và hy vọng rằng ông sẽ thay đổi cái lối đá và sẽ bớt đi, tối giản đi
những cái lối đá hoa mỹ mà ông đã âm thầm xây dựng 4 năm nay cho nền bóng đá Ý rồi. Thì bây giờ họ sẽ trở về với lối đá truyền thống, thì họ sẽ khắc chế được cái lối đá tốc độ của đội tuyển Anh. Và có nhiều khả năng là ông Mancini sẽ để cho cầu thủ của mình, và theo cập nhật của những tờ báo như là Football Italia hoặc là những tờ báo của đánh giá của Tây Ban Nha, thì họ đánh giá rằng ông Mancini sẽ để những cầu thủ của mình đá phòng ngự nhiều hơn là tấn công, và sẽ chờ đợi một cơ hội là đâm một đòn hồi mã thương cho đội tuyển Anh. Lúc này thì trận đấu nó mới thật sự hấp dẫn nha anh em. Có thể nói thì đội tuyển Ý bây giờ á là đang trong một cái giai đoạn họ gặp rất nhiều áp lực, thậm chí là về truyền thông, thậm chí là về mặt trận đấu, thậm chí về mặt con người họ cũng bị ảnh hưởng thật sự rất nhiều, và họ đang gặp rất nhiều khó khăn, áp lực trước trận chung kết. Nội mà các cầu thủ mở điện thoại lên thôi là đã thấy giới truyền thông là họ nghiêng hết hầu như là về đội tuyển Anh. Cái điều này là họ báo Anh họ đang đánh vào tâm lý và cũng như là áp lực lên đội tuyển Ý là rất nhiều trong trận đấu chung kết này. Nhưng mà với phong cách của người Ý thì sao? Với phong cách của người Ý là họ rất lạnh lùng nha anh em. Anh em thấy mấy cầu thủ của Italia, họ rất là handsome boy, họ rất là lạnh lùng, họ rất là chuẩn man, họ rất là kiên định với những cái quyết định của họ. Và họ lạnh lùng như vậy thì đó là một cái điểm mạnh của họ, và họ luôn nung nấu một cái tinh thần người Ý là họ luôn nung nấu một cái tinh thần quyết tâm, quyết đoán, và để vượt qua, họ càng khó khăn thì họ càng sẽ vượt qua. Cho nên là trận đấu này tôi nghĩ rằng với áp lực hiện tại thì hy vọng rằng các cầu thủ của Italia, các cầu thủ của Ý sẽ vượt qua và có một trận đấu sòng phẳng trước đội tuyển Anh. Bây giờ là Italia là đã thất thủ về mặt truyền thông, về mặt địa hình, hầu như là tất cả luôn. Nhưng mà không sao, tôi nghĩ rằng các cầu thủ Ý sẽ vượt qua. Điều đặc biệt nữa là Ý không thiếu những cái mưu đồ nha anh em. Ý rất nhiều mưu đồ, và họ đã có được những chuyên gia tư vấn cho họ về trận đấu của Anh là rất nhiều. Điều đặc biệt nữa là Ý có rất nhiều mưu đồ để khắc phục sức mạnh của Anh. Và điều đặc biệt là họ phải phát huy hết công sức của mình, phát huy hết cái bộ máy của mình và những cái tiềm lực ẩn có trong mình để có thể ngăn chặn lại được cái sức mạnh của đội tuyển Anh. Và cái vấn đề là họ tận dụng được, họ có được bài dở là họ đã dở ra hết rồi. Nhưng mà liệu họ có hoàn thành được những gì mà họ đã hoạch định trước trận đấu hay không? Cái điều đó quan trọng. Mà trong khi đó là để mà làm được những chuyện mà ngăn cản đội tuyển Anh ở thời điểm hiện tại bây giờ là rất khó. Nội mà bây giờ anh em có thể thấy so về mặt lực lượng thôi là cũng đã thấy thua thiệt người ta rồi. Nhưng bên cạnh đó, Italia cần phải cố gắng hơn. Những cái thông tin trên đó là những cái thông tin mà tôi luôn đưa đến cho mọi người về Ý phải thay đổi cái lối đá thì mới có thể chiến thắng trước đội tuyển Anh. Để mà nói Ý thắng Anh á thì không phải là không có cách đâu mọi người. Không phải không là không có cách. Nói chung là Anh bây giờ là rất mạnh. Bây giờ chúng ta nhìn nhận là Anh là một trong những đội là kinh khủng nhất của Euro lần này. Nhưng mà không phải là không có cách để đánh bại đội tuyển Anh. Nhưng mà đặc biệt đánh bại trận chung kết nó mới quan trọng hơn là đánh bại ở những trận đấu khác. Việc Ý phải làm ở trận chung kết này, đây chúng ta nói đến một vấn đề là việc Ý phải làm ở trận chung kết này là gì? Là gì nha anh em? Ý phải làm cho chủ nhà Anh bị ức chế. Đó, anh em thấy không? Những cầu thủ trẻ mà bị ức chế rồi á thì nói với anh em 100% luôn, cái bản thân mình thôi mà mình đã bị ức chế, mà cái tuổi trẻ là mình máu trâu máu chó rồi đúng không? Là mình đã điên đã khùng liền. Đó, mình đã điên đã khùng liền. Mình mất đi sự tự tin và cái sự hưng phấn của mình. Và có thể là các cầu thủ Ý mà chọc tức đội tuyển Anh đó nha, làm cho các cầu thủ trẻ của Anh mà ức chế rồi á, là họ còn không nghĩ, thậm chí là họ không nghĩ được rằng họ sẽ đá trên sân nhà Wembley nữa kìa. Cho nên là đây là cái mấu chốt mà đội tuyển Italia họ có nhiều mưu mẹo ở cái điểm này. Nên các cầu thủ trẻ đội tuyển Anh nên cẩn thận nha. Mấy ông Ý á, mà ông phòng thủ á, ông đá khiêu khích đối phương là cực kỳ. Đừng nói tới vấn đề tiểu xảo của đội tuyển Ý nha mọi người. Ý tiểu xảo là vô đói. Vâng, và điều nữa là một điều đặc biệt nữa là ngoại trừ
team đã được một cái phương hướng đối phó với các cầu thủ trẻ của Anh rồi, thì Ý cần phải có một cái tinh thần chuẩn bị đá luôn cầu thủ thứ 12 và cầu thủ thứ 13 của đội tuyển Anh trên sân nhà Wembley luôn. Bởi vì sao anh em biết rồi, khi đá trên sân nhà thì chúng ta luôn luôn đá với, không những đá với 11 thằng mà đá luôn cả cầu thủ thứ 12 và cầu thủ thứ 13. Cho nên là tinh thần của Italia phải vững chãi ở cái tình huống này. Dù có đá ở 12, 13, thậm chí là tổ va đá luôn 14, nhưng mà chúng ta đá giữ tinh thần là lụm thôi. Nói chung là Italia để thành công trong việc ngăn chặn đội tuyển Anh và bước lên ngôi vô địch Euro năm nay là phải làm rất nhiều điều nha mọi người. Phải làm rất nhiều điều. Và chính chỉ có hai cái yếu tố trên thôi. Tôi nghĩ rằng chỉ có hai cái yếu tố trên thôi thì sẽ đẩy đội tuyển Anh, nếu Ý làm được, nếu Ý làm được cho mọi người, thì sẽ đẩy đội tuyển Anh từ thế chủ động sang thế bị động, là sẽ phải chạy theo đội tuyển Ý. Đấy, đó là vấn đề của đội tuyển Ý trong cái trận chung kết này, nếu Ý làm được. Kết lại là nếu kịch bản diễn ra như thế này, nếu kịch bản diễn ra như thế này, Ý làm được những điều ở trên kia tôi nói á, thì tôi mạnh dạn dự đoán, Mê Bóng Đá mạnh dạn dự đoán trận đấu này hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số là 0-0. Hiệp 2 sẽ có một bàn thắng cho Italia và Italia sẽ lên ngôi ở 90 phút nếu Italia làm được và khắc chế được đội tuyển Anh nha. Còn kết quả như thế nào thì tôi không biết và tôi không dám chắc. Nhưng nếu diễn ra những kịch bản và những suy nghĩ ở trên của tôi đã trình bày cho các bạn xem rồi đó, nếu ra xảy ra như vậy thì Ý sẽ chiến thắng ở đội tuyển Anh, chiến thắng trước Anh với tỷ số tối thiểu thôi là 1-0. Còn các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn nghĩ Italia cần phải làm gì? Các bạn nghĩ Ý cần phải làm gì trước đội tuyển Anh? Thì hãy bình luận ngay bên dưới video cho Mê Bóng Đá nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm like, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất của Mê Bóng Đá. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và thân ái chào gặp lại. Ê lộn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, thân ái và chào tạm biệt.